Đồng mến chào quý cô chú anh chị, quý nhà hảo tâm và các bạn đến với buổi live trực tiếp của Đồng ngày hôm nay. Chắc hẳn nhiều quý cô chú anh chị cũng đến với buổi live trực tiếp của Đồng ngày hôm nay. Chắc nhiều quý cô chú anh chị cũng đang có điều thắc mắc cũng như hoài nghi về cái tiêu đề Đồng đặt, đó là người anh lớn ở Hải Dương tìm Đồng suốt 2 ngày nay và làm xôn xao trên cộng đồng mạng. Thì hôm nay đang đi thiện nguyện thì Đồng cũng tạt vào một cái nhà nghỉ ven đường để giải quyết gấp sự việc này, vì sự việc này rất là cần thiết luôn. Trước khi chờ quý cô chú anh chị vào nhiều thì Đồng mong quý cô chú anh chị cho Đồng một lượt like, một lượt chia sẻ để video này lan tỏa trên cộng đồng mạng, để cộng đồng mạng có thể biết được sự việc hôm nay như thế nào. Đồng chào 231 quý cô chú anh chị đang xem. Không biết thì âm thanh cũng như chất lượng hình ảnh thì như thế nào, quý cô chú anh chị có thể để lại một lượt bình luận cho Đồng biết với, là về âm thanh này, rồi về chất lượng hình ảnh này, rồi sau đó Đồng sẽ đi vào câu chuyện ngày hôm nay. Chào em Nhân Chứng Channel, một người em idol. Dạ chào anh Thành Nguyễn này. Thì Đồng sẽ đọc bình luận của quý cô chú anh chị trước. Thì hy vọng quý cô chú anh chị sẽ vào và chia sẻ like video này này, để cho cái video này tới được người anh mà Đồng muốn trò chuyện trực tiếp với người anh ngày hôm nay. Thực sự thì hôm nay Đồng đang đi làm thiện nguyện quý cô chú anh chị ạ, mà cái công việc này là gấp rút phải giải quyết, nếu không giải quyết sẽ gây ra sự hiểu lầm này, cũng như là sẽ rất là phức tạp. Dạ chào anh Thành Nguyễn, Bình Dương, Nghệ An, đây rồi Đồng ơi. Quý cô chú anh chị ạ, người anh này thì rất là nổi tiếng luôn. Khi người anh mà chia sẻ lên cái đoạn video mà tìm thầy giáo Đồng, tìm cái chủ kênh YouTube thầy giáo Đồng, thì suốt 2 ngày nay Đồng nhận được rất là nhiều cuộc gọi luôn. Thực sự rất là nhiều cuộc gọi và nhiều cái cuộc nhắn tin nữa, chứng tỏ sự ảnh hưởng cũng như là cái tiếng vang của người anh thì rất là lớn trong xã hội. Lát nữa Đồng sẽ cho quý cô chú anh chị biết được là người anh là ai và vì sao lại tìm Đồng suốt quãng thời gian 2 ngày nay. Thực sự 2 ngày nay thì trên cộng đồng mạng rất là xôn xao và rất là nhiều cuộc gọi này, nhắn tin cũng như là liên hệ cho Đồng để nói về người anh lớn ở Hải Dương đang tìm Đồng suốt 2 ngày nay. Dạ thì em đợi cho quý cô chú anh chị vào xem nhiều á, rồi là chia sẻ để em sẽ nói rõ cụ thể sự việc này là như thế nào. Nói chung là sự việc này thì lát nữa quý cô chú anh chị sẽ hiểu rõ vì sao Đồng lại để tiêu đề là người anh tìm Đồng suốt mấy ngày nay vì lý do này. Thì khi mà Đồng nói ra tên người anh lớn ở Hải Dương thì Đồng ý là trên cộng đồng mạng rất nhiều người, nhiều quý cô chú anh chị biết tới người anh, vì người anh này rất là nổi tiếng trên cộng đồng mạng luôn á. Dạ Đồng chào 799 chị quý cô chú anh chị đang xem. Tại vì cái sự việc này quý cô chú anh chị ạ, Đồng cũng muốn giải quyết cho nó nhanh nhé, để không, thứ nhất là không ảnh hưởng đến người anh ở Hải Dương, cũng như là không gây ra sự hiểu lầm á. Chào Thắng nhé. Dạ đợi anh Thành Nguyễn em sẽ vào việc luôn, đợi xíu anh ạ, để cho quý cô chú anh chị vào nhiều á, cũng như lượt chia sẻ để cho nhiều quý cô chú anh chị trên cộng đồng mạng biết được là câu chuyện ngày hôm nay là như thế nào.
Dạ, hình đó là hình anh đại gia Chiến. Dạ, anh Tuấn Seno. Vậy là anh Tuấn Seno biết về người anh rồi. Đồng chào 1.000 quý cô chú anh chị đang xem. Thì Đồng rất là vui hôm nay được quý cô chú anh chị vào xem này, để chia sẻ cái câu chuyện ngày hôm nay. Câu chuyện hôm nay thì liên quan đến một hoàn cảnh mà Đồng đang quay ở Bến Tre. Đó là hoàn cảnh của bé Tường Vi, hai mẹ con sống ở chuồng gà. Anh Chiến đã từng giúp em giao. Dạ chào Nhá Thi. Chắc là đại gia Chiến. Rất là nhiều quý cô chú anh chị khi mà động đặt hình thumbnail thì rất là nhiều quý cô chú anh chị đã nhận ra người anh rồi. Tại vì người anh thì rất là nổi tiếng. Người anh thì trước đây thì rất là nổi tiếng trong công việc này, rồi là cũng như là về những công việc mà anh đang làm á. Chào anh Cường Nguyễn nhé. Em chào anh Cường Nguyễn, em chào anh Trần Điệp. Đợi một xíu nữa quý cô chú chị, khoảng ít phút nữa thôi. Khi mà quý cô chú chị vào xem nhiều á, với giờ Đồng cũng mong là quý cô chú chị sẽ chia sẻ video này này, để video tới được người anh mà Đồng đang muốn trò chuyện với anh hôm nay, và cũng là cho những quý cô chú chị, quý cộng đồng mạng suốt 2 ngày qua mà gọi điện cho Đồng rất là nhiều á. Nhân dịp hôm nay là cũng là ngày phát buổi live, hôm nay là ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ, thì trước khi vào buổi live để trò chuyện về câu chuyện thì Đồng cũng chúc quý mẹ, quý chị và chị em phụ nữ một ngày 8 tháng 3 hạnh phúc, công việc thuận lợi. Dạ cô ơi, hôm nay con đi thiện nguyện mà có. Dạ, đại gia Chiến có là người có tâm từ bi. Có vẻ rất rất là nhiều quý cô chú chị đã, khi Đồng để hình thumbnail của người anh thì rất là nhiều quý cô chú chị đã nhận ra được người anh. Tại vì là mức độ nổi tiếng của người anh trong xã hội cũng như trên cộng đồng mạng thì rất là nổi tiếng luôn. Đặc biệt là nói chung là hiện tại thì cảm giác mà Đồng trò chuyện bây giờ thì cũng đang rất là hồi hộp và rất là rung này. Thì lát nữa Đồng sẽ gọi trực tiếp cho người anh để trò chuyện cái sự việc này để quý cô chú anh chị biết rõ hơn. Dạ em chào quý cô chú anh chị 1.500 quý cô chú anh chị đang xem. Bây giờ thì chắc Đồng sẽ bắt đầu đi vào câu chuyện, là câu chuyện này liên quan đến hoàn cảnh của bé Tường Vi, hai mẹ con bé Tường Vi sống ở chuồng gà. Nói về hoàn cảnh của hai mẹ con bé Tường Vi sống ở chuồng gà ở Bến Tre. Lúc đó thì bé Tường Vi thì không có cha, sống bên những người cậu, thì người cậu say xỉn về thì cứ la mắng rồi đuổi ra khỏi nhà. Hai mẹ con thì không biết đi đâu, sau đó mới ở một cái chuồng gà ở bên người dì. Người dì thì cưu mang. Sau đó thì Đồng chia sẻ câu chuyện của hai mẹ con bé Tường Vi lên thì nhận được rất là nhiều sự yêu thương cũng như lan tỏa trên cộng đồng mạng rất là lớn luôn. Đặc biệt là những tình thương này, rồi là chia sẻ video rất là lớn. Khoảng 2 ngày nay thì Đồng nhận được rất là nhiều cuộc gọi từ phía phía Bắc ạ, cũng như phía Nam luôn, là nói là một người anh ở Hải Dương đang tìm Đồng để về cái câu chuyện của bé Tường Vi. Thì người anh đó thì bây giờ thì rất là nhiều quý cô chú chị trên trên video của Đồng này đã nhận ra được là người anh là ai. Người anh là một người rất là nổi tiếng
có tâm từ bi, cũng như là trước đây thì Đồng cũng biết về người anh. Thứ nhất là về đầu tiên là về sự nổi tiếng này, thứ hai là về sự giàu có của anh, thứ ba là những cái công việc anh làm. Chào em Sao Băng, chào anh Cường Nguyễn nhé. Không biết thì quý cô chú chị có thể cho Đồng biết là hiện tại thì chất lượng âm thanh cũng như hình ảnh thì hiện tại thì như thế nào? Đồng chào 1900 quý cô chú chị đang xem. Chắc hẳn nhiều quý cô chú chị đang thắc mắc là anh lớn ở Hải Dương cùng 500 anh em truy tìm thầy giáo Đồng vì điều này. Quý cô chú chị mới vào thì có thể cho Đồng một lượt like này, một lượt chia sẻ đoạn live trực tiếp ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 8 tháng 3 luôn quý cô chú chị ạ. Cái này là live trực tiếp, không phải phát lại đâu. Ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ. Thì nãy Đồng có gửi lời chúc đến những quý mẹ, quý chị là những lời chúc tốt đẹp ngày 8 tháng 3. Chúc quý mẹ, quý chị, những người phụ nữ tuyệt vời, một nửa thế giới, đó là một ngày 8 tháng 3 hạnh phúc an lành. Đọc tiêu đề sợ gần chết. Vậy là tin tốt. Phải, anh Chiến cũng có lòng từ bi giúp người mà. Dạ, tại vì em đợi không biết thì hiện tại thì không biết là anh Chiến có nãy giờ quên Đồng sẽ tiết lộ người anh đó là ai. Người anh là một người anh rất là nổi tiếng ở mảnh đất Hải Dương. Đó là anh là Nguyễn Đình Chiến. Quý cô chú chị có thể search lên Google thì search ra anh Nguyễn Đình Chiến thì rất là nhiều trang thông tin khác nhau đưa về anh. Đó là về khi độ mức độ giàu có của anh này, rồi là những công việc thiện anh làm. Đồng sẽ tiết lộ đó là người anh mà tìm Đồng suốt mấy ngày nay, đó là anh Nguyễn Đình Chiến. Thì cách đây khoảng một ngày thì người anh Nguyễn Đình Chiến có đăng một bài viết liên quan đến kênh của Đồng. Bài viết đó thì nhận được rất là nhiều sự quan tâm của quý cô chú chị cũng như quý cộng đồng mạng á. Đó là về lượt like, lượt chia sẻ, đó là lên tới 7.462 lượt like và thả tim, đến gần 1.000 bình luận và gần 300 lượt chia sẻ. Thì khi mà anh Chiến mà đăng đoạn thước phim này lên thì hai ngày vừa rồi thì Đồng nhận được rất là nhiều cuộc gọi cũng như nhắn tin liên quan đến câu chuyện mà anh Chiến đang đăng tải trên cộng đồng mạng quý cô chú chị ạ. Thì xíu nữa đây thì Đồng sẽ gọi điện trực tiếp để trò chuyện với anh Chiến để quý cô chú chị có thể hiểu rõ hơn về câu chuyện ngày hôm nay như thế nào. Hôm nay thì đang đi thiện nguyện thì Đồng cũng vội vàng ghé vào đây này để thực hiện buổi trò chuyện trực tiếp hôm nay với quý cô chú chị. Chào chị Tuyền Đỗ. Mới xem tựa đề thấy lo. Dạ. Không biết thì hiện tại thì anh Chiến có xem được cái video của em hay không. Thì lát nữa thì Đồng sẽ trò chuyện trực tiếp, gọi video trực tiếp với anh Chiến. Đây thì quý cô chú chị ạ. Trường gà vậy hú, không biết húi hả? Đây, hai ngày, một ngày trước thì anh Chiến có đăng tải video của bé Tường Vi này trên fanpage của anh. Có nhà ở là mai lắm rồi, còn mấy bạn già mấy bạn có nhà ở, mấy bạn đi đâu, bạn làm gì, bạn làm, còn mình làm có riêng mình. Xin nhờ cộng đồng mạng, ai biết thì địa chỉ của mẹ con cháu này thì cho Đồng chào 2.400 quý cô chú chị đang xem. Dạ. Thực sự thì ngày hôm qua quý cô chú chị ạ, thì sau khi mà anh Chiến chia sẻ cái câu chuyện của bé Tường Vi và tìm chủ kênh YouTube thầy giáo Đồng lên trang của anh Chiến thì nhận được rất là nhiều sự quan tâm của quý cô chú anh chị cũng như quý cộng đồng mạng
về cái câu chuyện liên quan đến sự việc hôm nay Đồng muốn nói. Đó là về câu chuyện mà của bé Tường Vi á, thì anh Chiến có đăng tải một đoạn trong video và nhờ quý cộng đồng mạng cũng như là những người anh em tìm ra chủ kênh đã đăng tải cái đoạn thước phim đó lên. Thì hôm qua thì Đồng nhận được rất là nhiều cuộc gọi khác nhau từ rất là nhiều số, ở miền Bắc có này, miền Trung có, thậm chí miền Nam có luôn. Và sau đó thì sau nhiều một ngày vậy, cuộc gọi rất là nhiều luôn, thì quý cô chú chị mới biết được là sự ảnh hưởng lớn của anh Chiến là như thế nào, là một người anh rất là nổi tiếng luôn. Thì hôm qua thì Đồng đang đi thiện nguyện ở miền Tây, thì Đồng hôm qua Đồng đang đi thiện nguyện miền Tây thì Đồng nhận được cuộc gọi từ người trợ lý của anh Chiến. Người trợ lý của anh Chiến thì trao đổi, ban đầu thì hỏi Đồng là có phải là chủ kênh YouTube Thầy Giáo Đồng hay không. Và sau đó thì cũng trò chuyện là Đồng chào 2400 quý cô chú chị đang xem. Thì bây giờ thì chắc Đồng sẽ chuẩn bị gọi điện trực tiếp cho anh Chiến này, cũng như là hoàn cảnh mà anh Chiến đang quan tâm để giải quyết sự việc rõ ràng hơn, để thứ nhất là không ảnh hưởng đến người anh. Trước khi đi vào câu chuyện thì Đồng cũng gửi lời chúc mừng, gửi lời lại thôi, hồi nãy Đồng có chúc rồi. Chúc quý cô chú chị, chúc các mẹ này, các chị này, chị em phụ nữ một nửa thế giới thì thật nhiều sức khỏe, có một ngày lễ thật là vui bên những người thân gia đình. Đồng chào 2400 quý cô chú chị sẽ đang xem. Rồi bắt đầu, chắc bắt đầu thì Đồng sẽ đi vào cái câu chuyện chính rồi. Hôm nay thì cũng ngày lễ thì Đồng chỉ lên live để làm sáng tỏ cái sự việc này xíu, thì Đồng cũng nghỉ ngơi. Tại vì sau những ngày mà giống như là đi thiền nguyện ở miền Tây á, thì Đồng cũng dành chút thời gian để nghỉ ngơi nữa. Là câu chuyện như thế này quý cô chú chị, là cách đây một ngày anh Chiến là một người anh ở Hải Dương thì có đăng tải lên trang của anh về cái hoàn cảnh của bé Tường Vi ở Bến Tre. Câu chuyện của bé Tường Vi thì rất là nhiều quý cô chú chị đã biết rồi, đó là hai mẹ con, mẹ thì bị u não, mổ não và sau đó thì giống như là bị liệt nửa người, không thể di chuyển được. Bé thì còn rất là nhỏ, một cô bé rất là hiếu thảo, đi bán vé số để nuôi mẹ. Và sau câu chuyện Đồng chia sẻ lên, hai mẹ con bé Tường Vi sống ở chuồng gà thì cũng hoàn thành cách đây 7 tháng. Nhưng mà hôm cách đây 2 ngày thì anh Chiến có lướt trên các trang mạng á, thì vô tình xem được đoạn thước phim của hai mẹ con bé Tường Vi ở chuồng gà, là thấy mới đăng có 2 ngày thôi. Do vậy thì anh Chiến cứ nghĩ là hoàn cảnh đó mới. Do vậy thì anh Chiến đã đăng lên cộng đồng mạng, nói là tìm chủ kênh YouTube Thầy Giáo Đồng, cũng như là tìm địa chỉ của hai mẹ con. Bây giờ thì để hiểu rõ hơn câu chuyện như thế nào thì Đồng sẽ xin trực tiếp gọi điện thoại bằng phone để trò chuyện với trực tiếp với anh Chiến. Nói về anh Chiến thì chắc rất là nhiều quý cô chú chị biết. Quý cô chú chị cứ lên Google search là anh Nguyễn Đình Chiến thì sẽ ra. Và khi sau khi mà anh Chiến đăng tải video lên đó, cái đoạn video của hai mẹ con bé Vi ở chuồng gà lên trang mạng á, thì được rất là nhiều sự quan tâm, lượt chia sẻ lớn này, lượt xem lớn, và rất là nhiều người gọi điện cho Đồng và nói với Đồng là anh Chiến đang tìm em coi sao liên hệ lại với anh Chiến đi. Thì bây giờ hôm qua thì Đồng có được trò chuyện với trợ lý của anh Chiến này, cũng như anh Chiến. Thì bây giờ thì để hiểu rõ hơn câu chuyện thì Đồng sẽ gọi trực tiếp cho anh Chiến cũng như gia đình bé Tường Vi. Chắc Đồng sẽ đưa qua đây này để quý cô chú anh chị thấy được. Alo anh Chiến. Dạ, chào bé Tường Vi. Dạ.
Dạ, hiện tại thì em đang thực hiện cái buổi live trực tiếp anh. Hiện tại là đang có gần 4.000 quý cô chú chị đang xem. À, đó à? Dạ. À, chào em. Dạ. Xin chào anh Chiến nha. Dạ. Xin chào Đồng nha, xin chào Tường Vi nha. Tường Vi chào chú Chiến với ông bà cô bác đi Tường Vi. Chúc con buổi tối vui vẻ nha. Dạ. Thì cái hôm nay thì em muốn like lên để làm sáng tỏ cái vụ việc mà bữa hôm anh Chiến có liên hệ cho em á. Đó là về câu chuyện của bé Tường Vi ở chuồng gà. Thì cũng nhận được rất là nhiều sự quan tâm của quý cộng đồng mạng á. Sau khi anh đăng tải video lên thì em cũng bất ngờ luôn. Sức ảnh hưởng lớn của anh này, rất là nhiều người gọi tới em. À đấy hả? Dạ. Vì hôm bữa là anh xem thì anh thấy mới đăng có 2 ngày. Thế là anh cũng nghĩ là vừa mới ấy thôi, thì sau đó thì anh không biết tìm cách nào thì anh đăng lên như thế, thì bắt đầu mới thấy là cộng đồng mạng mới nói là cái này đã có từ mấy tháng trước rồi. Thì trong đó là có thầy Đạo Đồng đã kêu gọi thiện nguyện cho cháu, mẹ con cháu ở nhà rồi. Dạ. Thì đó, anh tìm thấy em, anh cũng nhờ qua cộng đồng mạng này anh tìm thấy em. Dạ. Hồi nãy đến giờ khi em trò chuyện lên đây vừa nhắc tới anh là bên khán giả của em biết anh rất là nhiều luôn đó. À thế à? Dạ. Dạ. Cảm ơn. Hôm qua thì em có nói chuyện với người mà trợ lý của anh Chiến á, thì cũng biết được sự việc là chính là anh đây. Dạ dạ. Chính là Huy đó. Dạ. Hôm qua thì em có trò chuyện với anh thì nói là cái sự việc này là em cũng trình bày với bên anh nhá, là sự việc của bé Tường Vi thì được em chia sẻ lên cộng đồng mạng cách đây được 7 tháng. Và khi mà trao đổi thì anh Chiến có nói là anh Chiến có xem video này mới được có 2 ngày đây thôi. Là khi đó thì là người ta sử dụng hình ảnh video của em để đăng lại thôi. À thế à? Dạ. Dạ. Do vậy thì dạ. Nhớ tôi sử dụng hình ảnh của em à? Dạ. Anh thì và cái mạng nhất thì anh không có dành. Anh không có dành cho nên anh xem cái là anh thấy vừa mới đăng qua 2 ngày trước ấy. Dạ. Thì là anh muốn tìm mẹ con bé để ấy, thì anh tặng một ngôi nhà để cho chú mưa chú lắng đỡ khổ. Yeah. Thế thì đăng lên như thế thì bắt đầu mới mọi người cộng đồng mạng người biết người không bắt đầu anh mới đọc bình luận thì mới ấy là cái trước đây là của cái chính là của em từ mấy tháng trước rồi. Yeah. Thì anh mới bảo vì quản lý của anh là tìm để liên lạc xem cái chủ clip đi. Dạ. Thì hôm nay em cũng muốn là live trực tiếp vậy nè để cái câu chuyện nó cho quý cộng đồng mạng biết á, là hiện tại thì bên anh Chiến ban đầu thì anh Chiến có liên hệ bên em là nói là hỏi xem bé Tường Vi đã được tài trợ gì chưa. Anh Chiến sẽ tặng cho hai mẹ con một ngôi nhà và đồng thời sẽ hỗ trợ xe lăn để cho mẹ đi di chuyển dễ dàng hơn. Nhưng mà sau khi em nói trình bày với anh Chiến, với trợ lý của anh Chiến là nói là cái hoàn cảnh này được cộng đồng mạng với quý nhà hảo tâm giúp căn nhà cách đây được 7 tháng rồi. Thì khi đó thì anh Chiến với trợ lý cũng nói với em rằng là nhà có rồi thì anh Chiến sẽ giúp cho mẹ chữa bệnh cũng như giúp cho bé Tường Vi đi học, vì bé Tường Vi rất là có hiếu á, với ngoan á. Dạ. Anh thấy bé ngoan quá. Đó, hôm nay thì em cũng muốn gọi trực tiếp vậy đó để cho anh Chiến thấy hai mẹ con á. Dạ. Tường Vi, con muốn nói là gì với chú Chiến không con? Dạ, con cảm ơn chú Chiến nhiều. À, chú cũng hay vào Sài Gòn thì có dịp nào đó thì con chú học trường trong Sài Gòn. Thì có dịp nào đó chú sẽ sắp xếp thời gian vào thăm mẹ con cháu nhá. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Cũng gọi video này cũng thông báo với quý cô chú chị và quý cộng đồng mạng với như mẹ con bé Tường Vi. Là hiện tại thì sau khi mà biết được là gia đình mình đã có nhà rồi đó, thì là anh Chiến nói là sẽ hỗ trợ cho hai mẹ con, đó là 50 triệu đồng, một số tiền rất là lớn dành tặng cho hai mẹ con á, để hai mẹ con chữa bệnh này với giúp cho bé Tường Vi học hành. Và anh Chiến nói là khi nào mà có dịp thì anh Chiến mà
có dịp vào miền Nam ghé thăm hai mẹ con thì sẽ anh Chiến, bên anh Chiến đang có xe lăn á, mà thầy có thể thay thế đôi chân cho mẹ. Rồi anh, cái xe lăn của anh là anh đặt riêng mà nhập khẩu về Việt Nam này, gần như là có mỗi anh có, anh chưa thấy ai có. Yeah. Thì là anh đặt về để anh chuyên về giúp đỡ cho những em hoàn cảnh thiếu may mắn ấy em. Dạ. Tên này rất là nhiều, 4.200 quý cô chú chị đang xem là nói là anh Chiến là một người rất là tốt. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Anh cứ sống bằng cái tâm của anh thôi. Hành trình mà tặng xe lăn cho mọi người. Dạ. Hiện tại cái hành trình tặng xe lăn cho mọi người á đồng, thì là anh Chiến đã tặng đến nay là tính đến nay là hơn 100 chiếc rồi. Và hiện tại vẫn đang tiếp tục cái hành trình này. Mới ngày hôm qua thôi là cũng đang tặng đến tận 30 chiếc cho 30 người. Dạ, dạ. Thì cái quá trình này thì anh đi cùng với anh Chiến và trợ giúp cho anh Chiến thì thấy rằng là cái không phải là một cái việc tặng xe lăn em ạ. Nhưng cái gì mà anh Chiến làm cho công tác xã hội đến nay là 10 năm rồi. Làm cho giúp đỡ rất là nhiều cái hoàn cảnh khó khăn nhưng mà anh không có lên tiếng. Dạ, bởi vì dạ, anh rất là ngại liên quan đến cộng đồng mạng. Lên gần đây thì anh em có thuyết phục là anh xuất hiện một chút để lan tỏa cái tình yêu thương của anh cho mọi người, hoặc là để cho những người khác họ có cái động lực họ làm những cái việc đó nhiều hơn nữa. Yeah, cho yeah, xã hội yeah, mình nó bớt những cái hoàn cảnh khó khăn. Cho nên là hôm vừa rồi là anh có thấy cái việc như vậy và anh có gọi cho đồng, là rất là may là em bắt kịp thời. Và thông qua anh Chiến ấy, thì anh Chiến có gửi số tiền 50 triệu cho con bé Thục Vĩ. Và phải nói là như này là anh rất là tin tưởng em, vì là anh thấy là em chỉ có quay để đi giúp đỡ mọi người thôi. Đó, không có mưu cầu gì hết á. Thế cho nên là anh rất là phục những con người như em. Thì anh cũng có thông qua anh Chiến là gửi lời mời tới em là một ngày đẹp nhất là ra ngoài này để bọn anh tiếp đón. Vì anh Chiến rất là quý những người mà đi giúp đỡ người khác, rất là quý luôn á. Dạ, dạ. Thế còn về phía bé Tường Vi và mẹ thì cố gắng nhé. Chú được biết là mẹ con cũng hiện tại cũng đang bệnh. Thế mà con thì phải đi học. Có cái giọng nói rất là dễ thương nha. Thì lát nữa đây, sau đây thì chú Đồng á, hay là còn gọi là thầy Đồng á. Ban đầu chú cứ tưởng là thầy Đồng nhiều tuổi đó mà chú cũng không biết nào mà xem qua hình thấy trẻ mà đẹp trai quá trời. Sau này có cái gương mặt rất là tâm nữa. Thì sẽ chuyển cho mẹ con 50 triệu thông qua tài khoản, vì chú Đồng hiện tại là cũng đang mắc công việc với có người thân bị bệnh á. Thế cho nên là sau đó nhận này thì con cố gắng nha. Cảm ơn. Ok. Tường Vi nói lời gì không con? Dạ con chúc chú là có thật nhiều sức khỏe, là làm em trong cuộc sống luôn thành công trong cuộc sống. Yeah. Cảm ơn con. Dạ, dạ. Vậy tên là chú vào trong Sài Gòn, chú sẽ ghé thăm mẹ con con. Dạ. Chú sẽ dạ. Vậy em cũng thay em cũng thay mặt hai mẹ con gửi lời cảm ơn anh Chiến rất là nhiều nhá. Chúc anh Chiến nhiều sức khỏe. Nói chung là em biết anh Chiến lâu rồi nhưng mà hôm nay chắc là cái duyên. Bữa nào có dịp mời đồng ra qua Bắc để bố Bắc để chơi nhá. Dạ dạ. Dạ dạ. Em nhá. Dạ dạ. Dạ em cảm ơn anh Chiến nhá. Rất là quý trọng những cái con người hay đi giúp đỡ. Và hôm qua thì hôm trước thì Huy có xe cho anh xem mấy cái trang và anh vào cái trang cá nhân của em, anh xem anh coi thì thấy em là một người đúng là người một người mà có những cái lòng trắc ẩn, mà có những cái tâm đức để muốn lan tỏa. Và đến vì anh cũng rất là thích những cái con người như em, có những cái mà lan tỏa cho cộng đồng. Và thì có những cái video của em ở trên mạng ấy thì bọn anh ấy biết, ví dụ như bọn anh và nhiều người biết đến để có những cái hoàn cảnh khó khăn hoặc là tương thân tương ái hay là lành đùm la rách. Dạ dạ. Em cũng cảm ơn anh nhá. Rồi chúc anh nhiều sức khỏe. Thì rồi xíu nữa trên live trực tiếp này em sẽ chuyển tiền cho hai mẹ con luôn để cho cộng đồng mạng biết luôn. Dạ dạ. Em cảm ơn anh nhá. Rồi, cảm ơn dạ, em dạ. Nhá. Tạm biệt. Dạ dạ. Chào anh. Dạ dạ dạ.
vui vẻ nha. Dạ, cảm anh ơn dạ. Thầy Đồng rất nhiều nha. Dạ, chào anh. Dạ, có nào có dịp trân trọng mời em ra ngoài bọn anh chơi nhé. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ. Okay. Chào em. Dạ, chào anh Chiến nha. Chào bé Tường Vi nha. Dạ. Nhiều khi cô chú chị hiện tại thì đang bình luận là sao Đồng lại để tiêu đề như vậy, mà sự thật là bữa giờ thì anh Chiến với quý cộng đồng mạng thì đang tìm Đồng thiệp. Thôi bây giờ thì đây quý cô chú chị ạ. Hôm qua thì sau khi mà liên hệ bên trực tiếp bên anh Chiến á, thì anh Chiến có chuyển cho hai mẹ con bé Tường Vi là số tiền là 50 triệu đồng. Thì Đồng cũng để lên đây cho quý cô chú anh chị xem này. Đây số tiền là 50 triệu đồng. Đấy, để đây là nội dung là anh Đình Chiến giúp cho hai mẹ con ở Bến Tre. Bây giờ thì trên buổi live này chắc Đồng sẽ trực tiếp chuyển tiền cho hai mẹ con luôn. Sau đó thì sẽ gọi điện cho hai mẹ con xác nhận là nhận được tiền chưa. Quý con chú chị, tại vì thật sự thì hôm qua thì Đồng cũng lo lắng, thật sự luôn. Lo lắng đúng như tâm trạng và tiêu đề Đồng đặt là nói là có anh Chiến ở Hải Dương có tìm em. Thì ban đầu thì Đồng cũng lo lắng thiệt. Tại vì là trước đây giờ thì Đồng biết anh Chiến trên mạng xã hội là một người rất là nổi tiếng luôn. Bây giờ thì Đồng sẽ trực tiếp chuyển tiền cho hai mẹ con trên buổi live này luôn quý cô chú chị ạ. Quý cô chú chị cũng đừng có buồn Đồng nhé, tại sao lại để tiêu đề như vậy, tại vì thực sự thật là như vậy. Thì nói chung hôm qua Đồng nhận được rất là nhiều cuộc gọi luôn, thì Đồng cũng hoang mang thực sự. Thì bây giờ thì chuyển tiền cho hai mẹ con luôn, một số tiền rất là lớn dành tặng cho hai mẹ con bé Tường Vi. Có thể là do bé Tường Vi có hiếu này, ngoan với học giỏi nữa, và hai mẹ con rất là nhiều duyên. Đồng đã xây dựng nhà cho hai mẹ con này, tặng nhà cho dì Sáu nữa. Bây giờ thì Đồng sẽ chuyển tiền. Số tiền lớn như vậy thì Đồng mới chuyển số tiền là 50 triệu đồng. Một số tiền rất là lớn. Từ thiện. Đây tài khoản chị Nguyễn Thị Nga. Nga là mẹ của bé Tường Vi. Đây bây giờ Đồng đã thực hiện là giao dịch thành công rồi quý cô chú chị ạ. Đây số tiền đây là 50 triệu đồng. Tài khoản là Nguyễn Thị Nga. Rồi bây giờ thì Đồng sẽ gọi điện để xác nhận là hai mẹ con bé Tường Vi đã nhận được tiền chưa. Dạ em nghe thầy. Alo chị kiểm tra cái tài khoản mà em vừa gửi á, đã nhận được số tiền 50 triệu chưa chị? Dạ. Kiểm tra liền giúp em đi. Dạ. Dạ rồi, vô rồi thầy. Dạ chị cho biết số tiền bao nhiêu đó chị? Dạ 50 triệu. Dạ. Dạ. Rồi hồi nãy không nói gì thì giờ bé Tường Vi gửi lời gì cảm ơn đến quý cô chú anh chị cũng như chú Chiến không?
Dạ cảm ơn quý anh chị, cô chú anh chị và chú Chiến đã giúp đỡ con ạ. À, chúc cho cô chú anh chị có thật nhiều và chú Chiến có thật nhiều sức khỏe, làm và hay nữa là làm ăn phát tài phát lộc và có thật nhiều sức khỏe. Rồi hôm nay nhân tiện ngày 8 tháng 3 chúc hai mẹ con nhiều sức khỏe nha. Dạ cảm ơn thầy. Con có chúc là 8 tháng 3 cô chú anh chị đang xem kênh của thầy không? Dạ chúc 8 tháng 3 cô chú anh chị có thật nhiều sức khỏe và càng ngày càng xinh đẹp hơn. Chị nay khỏe chứ chị? Dạ cũng khỏe, nhưng mà tuần sau em lên Trần Văn An chăm cứu đó, thầy. Rồi hôm nay thì em đang thực hiện buổi live á, để chia sẻ cái câu chuyện đó. Nói chung là ban đầu là anh Chiến mới xem được video, cứ nghĩ là video này mới đăng. Ai lấy video em đăng lại á, thì thời mấy thấy 2 ngày thì anh Chiến có đăng lên trên trang của anh Chiến là muốn tìm người đăng, nghĩa là tìm thầy giáo đồng với tìm địa chỉ hai mẹ con để tặng ngôi nhà. Nhưng mà sau khi tìm được thì đã biết hai mẹ con đã được sự giúp đỡ của nhà rồi. Thì anh Chiến hỗ trợ thứ nhất là tiền thuốc thang cho chị với tiền cho bé học hành nhé, là số tiền là 50 triệu đồng. Dạ. 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 Nghe vậy cũng mừng. Dạ. Rồi chúc hai mẹ con nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn thầy. Rồi. Thầy. Dạ. Dạ. Chào hai mẹ con. Chào thầy. Dạ, chào thầy. Vừa rồi thì Đồng đã chuyển thành công 50 triệu đồng rồi, và hai mẹ con đã xác nhận là nhận được số tiền rồi quý cô chú chị. Bây giờ thì Đồng sẽ đọc bình luận của quý cô chú chị. Dạ đúng rồi, anh Chiến ở Hải Dương quý cô chú chị ạ. Quý cô chú chị lên trang mạng thì tìm là anh Nguyễn Đình Chiến là ra, một người anh rất là tuyệt vời. Nói chung thì nhiều quý cô chú chị đang nói là tại sao Đồng lại để tiêu đề như vậy. Thì anh lớn là sao? Anh lớn là Đồng tôn trọng anh vì anh là một người có tiếng nói trong xã hội này, rồi là giống như là thành đạt trong xã hội. Thì Đồng gọi là người anh lớn. Anh lớn là ngoài quê Đồng là giống như anh cả đó, anh hai vậy đó. Ngoài Bắc của Đồng là như vậy. Dạ. Dạ thì chắc là Đồng để tiêu đề thì nhiều quý cô chú chị cũng nói là sao để tiêu đề như vậy. Tìm thầy giáo đồng vì điều này, nghĩa là câu chuyện này là tìm thầy giáo đồng vì là ban đầu là anh Chiến là xem được video, cứ nghĩ là mới video này mới. Do vậy thì là muốn tặng, một mình anh Chiến sẽ tặng ngôi nhà cho hai mẹ con luôn. Và sau đó khi mà biết được sự việc, tìm được Đồng rồi thì anh Chiến với trợ lý anh Chiến thì có trò chuyện với Đồng và đưa ra đó là nhà có bên Đồng giúp rồi thì anh Chiến sẽ hỗ trợ việc học cũng như việc chữa bệnh cho hai mẹ con, đó là số tiền 50 triệu đồng. Ngoài ra thì anh Chiến sẽ hỗ trợ cho người mẹ một chiếc xe lăn do hàng độc quyền bên anh Chiến. Và quý cô chú chị ạ, thì Đồng cũng rất là vui khi mà suốt thời gian qua Đồng đi thiện nguyện mà sau này lan tỏa ra mà được nhiều người anh trong người nhiều người anh lớn biết được và ủng hộ, để sau này thì có thể chung tay cùng Đồng giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh hơn. Thì anh Chiến có nói với Đồng là quãng đường thiện nguyện sau này thì anh Chiến sẽ cùng Đồng để giúp những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Cũng cảm ơn anh Chiến rất là nhiều. Nhân tiện đây thì cũng chúc anh Chiến thì thật nhiều sức khỏe, công việc thì luôn thuận lợi. Dạ, truy tìm. Dạ, em truy tìm, em để trong ngoặc kép á. Và thông qua cái câu chuyện mà những đoạn thước phim mà Đồng bị chia sẻ lại trên video á, thì nhân tiện đây thì Đồng cũng xin thưa với quý cô chú anh chị, quý cộng đồng mạng là hiện tại rất là nhiều trang giả mạo Đồng này, cũng như cắt ghép những hình ảnh ở video thước phim của Đồng để đăng tải lên rất là nhiều trang mạng khác nhau. Do vậy thì gây ra những cái quý nhà hảo tâm không biết á, thì gửi vào những cái tài khoản đó thì nhiều khi mất tiền mà tiền lại không đến được những hoàn cảnh. Hiện tại nhân tiện hôm nay thì Đồng cũng nói với quý cô chú chị là hiện tại rất rất nhiều trang TikTok giả mạo Đồng này, trang Facebook giả mạo Đồng này, trang Zalo giả mạo Đồng,
và nhiều cái trang YouTube giả mạo đồng nữa. Do vậy thì khi quý cô chú chị mà liên hệ hay là gửi tiền thì đồng chỉ có một duy nhất một số tài khoản mang tên chủ tên là đồng là Đặng Văn Đồng. Ngoài ra thì đồng không chưa nhờ ai nhận tiền hết. Do vậy thì nhiều cái trường hợp là nói là trợ lý thầy giáo đồng rồi là kế toán thầy giáo đồng không có quý cô chú chị ạ. Khi mà quý cô chú chị mà gửi tiền á thì có thể kết bạn Zalo hoặc Viber để gọi điện trực tiếp bằng video để xác minh. Một lần nữa thì cảm ơn quý cô chú chị rất là nhiều đã xem buổi live hôm nay. Thì chúc quý cô chú chị một buổi tối 8 tháng 3 thật nhiều niềm vui, hạnh phúc bên người thân. Và cảm ơn anh Chiến rất là nhiều. Và hy vọng thì thời gian tiếp theo sẽ được quý cô chú chị, quý nhà hảo tâm ủng hộ nhiều hơn. Và đặc biệt là sẽ giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống hơn. Thì dạ, thì cũng cảm ơn quý cô chú chị rất là nhiều. Cuối video thì hôm nay đúng ngày 8 tháng 3 luôn, một buổi live rất là đặc biệt. Thì chúc quý cô chú chị, chúc quý mẹ, quý chị một ngày 8 tháng 3 thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Chắc đồng cũng xin phép kết thúc buổi live trực tiếp ngày hôm nay. Tại vì bên anh Chiến cũng như trợ lý anh Chiến cũng muốn đồng lên video này càng nhanh càng tốt để quý cộng đồng mạng, quý cô chú anh chị hiểu được là cái tâm của anh Chiến là như thế nào. Và anh Chiến cũng vô tình xem được video cách đây 2 ngày thôi, người ta mới đăng 2 ngày thôi, nên anh Chiến không biết được sự việc như thế nào. Do vậy thì anh Chiến mới đăng tải lên vậy, đi tìm chủ kênh cũng như là tìm hoàn cảnh. Một lần nữa thì chúc anh Chiến, quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo của Đồng. Đến đây thì chắc Đồng cũng xin phép kết thúc video tại đây. Đồng chào quý cô chú anh chị nhé.